Thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19, kết quả xét nghiệm PCR chiều ngày 29 tháng 10, không phát hiện thêm ca mắc mới. Như vậy, trong ngày 29 tháng 10 năm 2021, tỉnh đã phát hiện 59 ca mắc mới, 22 ca phát hiện trong khu cách ly tập trung, 21 ca là người ngoài tỉnh về địa phương và 16 ca phát hiện trong cộng đồng. Tính đến ngày 29 tháng 10, Trà Vinh có 2.715 bệnh nhân COVID-19, có 1.718 bệnh nhân được điều trị khỏi, 22 ca tử vong Hiện toàn tỉnh đang cách ly tập trung 5.902 trường hợp, cách ly tại nhà nơi cư trú 2.245 trường hợp.